Đối với Fukuden thì cũng là một trong những cái sản phẩm cũng qua rất nhiều các thử nghiệm lâm sàng để mà chứng minh cái tính hiệu quả của cái giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị ở trên các bệnh nhân Nhật Bản, bệnh nhân Đài Loan, bệnh nhân Malaysia và thậm chí ở Hoa Kỳ cũng đã có một vài các nghiên cứu nhỏ lẻ áp dụng phối hợp với điều trị Fukuden kèm với điều trị hóa trị thì đem lại được một cái kết quả cũng hết sức bất ngờ là giảm được các tác dụng phụ của cái hóa trị và xạ trị gây ra.